Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe tập 114 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tiếp tục những câu chuyện hồi tháng 6 do Thi mới vừa chat bên phần tin nhắn chờ của Facebook cho nên lòi ra rất là nhiều chuyện các bạn. Thì Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn gái và bạn này sau khi mà nghe cái tập kể chuyện về duyên âm của Thi đó thì bạn rất là sợ và nhớ lại câu chuyện của chính mình và bạn đã kể lại cho Thi nghe. Và câu chuyện này là kể về người bạn trai cũ của bạn ấy và bạn kể rằng nó là hiện tại thì bạn đang sống tại Bình Dương các bạn, nhưng quê của bạn thì ở Kiên Giang. Và năm 19 tuổi á, là lúc mà gia đình bạn còn sống tại Kiên Giang thì bạn có quen với một anh chàng. Và anh chàng này thì bên đạo Phật các bạn, còn bạn gái này là bên đạo Chúa. Nhưng mà hai đứa thì vẫn quen nhau bình thường chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà sau khi gia đình quyết định là sẽ dọn lên Bình Dương sống thì bạn gái này lúc đó cũng còn trẻ, còn nhỏ cho nên nghĩ rằng là xa xôi quá cho nên quyết định là chia tay với anh chàng này. Thì sau khi mà chia tay xong thì gia đình cũng đi lên Bình Dương sống và vài năm sau thì bạn gái này đã lấy chồng, kết hôn với lại một người khác các bạn. Và sau đó thì mọi chuyện cũng diễn ra bình thường. Thì trong một lần có dịp về lại Kiên Giang chơi thì bạn gái này đã gặp lại anh chàng người yêu cũ. Thì hai người gặp nhau thì cũng nói chuyện bình thường vui vẻ và anh chàng này đã nói những cái câu nói rất là lạ, nhưng mà bạn gái thì nghĩ rằng là chắc là anh này nói đùa nói chơi mà thôi. Chẳng hạn như anh này nói rằng là anh cũng không có còn sống được bao lâu nữa đâu. Thì do là bạn này nghĩ, bạn nữ này nghĩ rằng anh này nói đùa thôi, cũng không có để ý cái câu nói đó các bạn. Và sau đó thì bạn nữ cũng cho cái số điện thoại cho cái anh chàng bạn trai cũ này bình thường, tại vì nghĩ đã là bạn bè rồi cho nên nó là cứ cho số điện thoại, có gì thì cứ liên lạc với nhau không sao, mình làm bạn cũng được. Và sau đó bạn trở lại Bình Dương các bạn. Và sau khi mà có cái số điện thoại của bạn nữ này trong tay rồi thì anh chàng này cũng hay liên hệ, hay gọi điện nói chuyện thường xuyên lắm. Và lúc đầu á, cái thời gian đầu thì bạn nữ còn nghe những cái cuộc điện thoại đó và anh này nói có nhiều cái lạ lắm. Chẳng hạn như anh nói rằng là anh mong rằng là nếu mà có kiếp sau thì cho anh được làm chồng của em. Và do là bạn cứ nghĩ rằng là chắc là do không có nên duyên cho nên nó là khi mình lấy chồng rồi thì anh này nói như vậy thôi. Và có những cái lúc rằng là anh sẽ nói hả là nếu mà anh có chết đi á thì anh sẽ phù hộ cho em để mà em làm ăn được. Và sau rất là nhiều lần nhưng mà bạn nữ hoàn toàn không để ý các bạn, tại vì trong cái người bạn trai cũ là nói chuyện thì cũng không có gì là bệnh, hoặc là khi gặp thì cũng không có gì mà biểu hiện của một người bệnh cả. Thì bạn nữ này cũng không có nghĩ gì hết, nhưng mà sau này á là thấy anh này cứ gọi điện hoài à, cho nên á là bạn nữ cũng sợ rằng á là ông xã chồng của mình sẽ ghen cho nên là cũng không có nghe điện thoại nữa các bạn. Và cái thời gian sau thì cái anh chàng này cứ liên tục gọi nhưng mà bạn này không nghe, tắt máy luôn. Và bẵng đi một thời gian, khi mà gọi hoài không thấy bạn nữ này nghe thì anh này cũng không có gọi nữa các bạn. Và đùng một cái thì có một lần đó là sau rất là nhiều tháng thì một ngày đó anh gọi liên tục cho bạn, gọi từ sáng đến chiều mà gọi liên tục rất là nhiều. Thì bạn nhìn thấy cái số điện thoại của anh này nữa thì bạn lại quyết định không nghe. Và khi mà cái lần đó đó, sau khi mà cái cuộc điện thoại đó thì tại khoảng tầm một tháng hơn sau thì trong một lần nằm mơ ngủ thì tự nhiên là bạn thấy người bạn trai cũ của mình và kêu bạn đó là đi chơi với anh. Và bạn cũng quyết định đi tại vì bạn nghĩ rằng bạn bè gặp nhau đi chơi, nhiều khi đi ăn uống hoặc là cà phê bình thường, xã giao bình thường, nhưng anh này lại dẫn bạn đi vào một cái nơi, và cái nơi này á là có rất là nhiều cỏ và vài cái ngôi mộ các bạn. Và sau khi dẫn tới một cái ngôi mộ thì anh này chỉ lên trên một cái ngôi mộ á là mộ của anh đây nè. Thì lúc đó là bạn gái nhìn theo cái hướng tay chỉ là thấy một cái ngôi mộ, nhưng mà lúc đó thì bạn lại chờn tỉnh dậy,
không có ngủ mơ nữa. Và sau cái bữa nằm mơ đó thì bạn cũng nghĩ là bình thường, chắc là do là mình nằm thấy bậy thấy bạ thôi, bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, với lại mình đã cũng đã hết cái tình cảm với lại cái người bạn trai cũ đó rồi, cho nên mình cũng không có quan tâm nhiều tới cái anh này các bạn. Thì sau vài ngày bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy cái anh chàng này nữa, và lần này á thì cái anh chàng này lại về và lại rủ bạn á là đến nhà của anh chàng này chơi. Thì trong cái lúc mà hồi năm 19 tuổi á là do cũng đã đến nhà của cái anh bạn này nhiều lần lắm rồi, cho nên á là bạn cũng đã biết nhà anh này rồi, và bạn cũng quyết định bạn đi. Trong cái mơ đó là bạn quyết định bạn đi, và khi vào trong nhà là mọi thứ rất là quen thuộc các bạn, tại vì bạn cũng đã từng đến rồi. Nhưng khi đến một cái bàn thờ để ở trong nhà đó thì anh này lại chỉ lên trên bàn thờ và có một cái tấm hình thờ là cái gương mặt của anh này các bạn, thì anh này lại chỉ và nói rằng anh chết rồi em ơi. Và sau đó bạn lại tiếp tục giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy bạn lại nghi nghĩ rằng đó là chắc không có gì xảy ra đâu, hoặc là hơi mệt đó, mình cũng không có nghĩ tới mình nằm mơ thấy bậy thấy bạ. Thì vài hôm sau nữa, trong một lần đi làm về, và hôm đó thì bạn đi làm về rất là trễ các bạn, chắc là do bạn tăng ca, thì cái đường về nhà ông xã của bạn đó là không có đèn, không có đèn và cũng đã vắng người dữ lắm rồi. Khi mà đến gần nhà thì bạn bắt đầu dừng trước nhà thì bạn bắt đầu tắt máy, tắt xe, tắt cái xe thì cái đèn xe nó cũng tắt theo luôn, và bạn định bước xuống xe để mà bạn mở cái cửa sắt để mà vào trong nhà đó. Thì lúc đó tự nhiên bạn giật mình, là trong cái bóng đêm đó là bạn nhìn thấy là cạnh bên chậu cây, hai cái chậu cây của cái bà hàng xóm kế bên nhà bạn là có một cái người, và người này á là đang thui thù lùi à, nhưng mà do là cái không có đèn các bạn, chỉ là trong một cái bóng đêm rồi chúng ta không có rõ cái người nào hết, thì bạn nhìn thấy cái người này đang ngồi xổm kế bên hai cái chậu bông đó, và chỉ cách bạn á là có chút xíu, cỡ hai bước chân thôi, là cái khoảng cách rất là gần. Và tự nhiên là bạn giật mình khi mà tự nhiên mình vừa tắt đèn xe, trong khi mới nãy là mình hoàn toàn không có thấy cái người đó, mà sao tự nhiên bây giờ mình tắt đèn xe lại thấy. Thì bạn sợ hãi và bạn bật lên, bạn bật cái đèn xe lên, và khi mà bật lên thì không có thấy ai hết, và bạn luống cuống. Và lúc đó là ông xã bạn ra mở cửa cho bạn vào, và khi bạn vào á là bạn lẹ 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 do bạn sợ các bạn, và cái chuyện đó nó cũng trôi qua. Thì khoảng cái thời gian đó cho đến khoảng thêm một cái thời gian là 1,5 tháng sau các bạn, thì bạn có một cái đám cưới dưới Kiên Giang của một người bạn của mình, và bạn đã đi dự cái lễ cưới đó. Thì khi mà về dự cái lễ cưới đó thì những cái người bạn cũ của bạn á mới nói với bạn rằng á là anh Khâm, bồ mày á hả chết rồi. Và bạn rất là hoảng hốt khi mà nghe một cái tin mà trời ơi nó rất là hả coi như là một cái tin dữ như vậy. Thì bạn nói trời ơi mất hồi nào, thì những người bạn này nói rằng nó là mất 1,5 tháng nay rồi, ảnh mất nhưng mà do tụi tao lu bu á, tại bạn cũng có trách những người bạn của mình là tại sao không có gọi điện báo tin, thì những người bạn đó nói rằng là do là cũng lu bu rồi, bận việc này việc kia, cho nên nó là cũng quên hẳn cái chuyện mà gọi điện cho bạn để mà báo tin dữ đó. Thì do là mất hơn 1,5 tháng trước cho nên bạn mới nhớ lại cái khoảng thời gian mà cái hôm anh đó gọi liên tục cho bạn, thì bạn mới biết rằng hôm đó là cái lúc mà ảnh hấp hối, và do là ảnh hấp hối quá nên người nhà đã ảnh yêu cầu người nhà, tại vì ảnh mong muốn rằng ảnh được nói chuyện với bạn một lần cuối, cho nên nó là cứ gọi liên tục các bạn, nhưng bạn không nghe. Và bạn cũng có nói lại với những người bạn của mình rằng đó là cách đây 1 tháng trước đó là tao cũng nằm mơ thấy ảnh về, rồi ảnh rủ tao, ảnh dẫn tao đi ra cái mộ anh chỉ, rồi qua ngày hôm sau và ngày sau thì tao lại thấy là ảnh đưa tao vào nhà ảnh rồi chỉ lên cái hình nói rằng ảnh chết rồi, anh chết rồi em ơi. Thì những cái người bạn của bạn mới nói trời ơi không được rồi, không mấy mày đi ra, mày mày ra mộ anh Khâm á mà mày đốt
giấy tiền cho ảnh đi, chứ hả để ảnh theo vậy hoài đâu có được. Và bạn cũng rất là lo lắng các bạn, bạn không biết phải đốt vàng mã làm sao, tại vì bạn này là bên đạo Thiên Chúa cho nên bạn không có biết cái chuyện cúng kiến, và bạn rất là lo. Và bạn đã kể lại cái chuyện này cho ông xã bạn nghe, thì ông xã bạn tin và cũng hơi sợ sợ nhưng mà vẫn trấn an bạn chắc là không sao đâu. Và có hả là những lúc sau khi mà dự cái lễ cưới đó xong, bạn đi về lại trên Bình Dương thì trong một đêm bạn nằm ngủ và bạn giật mình, giữa đêm bạn giật mình thức dậy thì bạn trông thấy cái anh Khanh này các bạn. Và anh này đứng ở trong, đứng giống như là cái giường ngủ của bạn thì có chăn mùng đúng không, thì anh này đứng ở ngoài cái mùng và bạn thấy rõ cái gương mặt của ảnh giống như cái lúc còn sống luôn. Đó là cái lần đầu sau khi mà bạn đi lễ dự lễ cưới về là bạn thấy ảnh lần đầu, và cứ vài ngày sau là bạn lại tiếp tục nhìn thấy ảnh đứng ở ngoài mùng giống như là chỉ nhìn bạn trong lúc mà bạn nằm bạn ngủ với ông xã bạn vậy, và chỉ nhìn chăm chăm và bạn nhìn ra là thấy rõ cái gương mặt của ảnh luôn. Thì bạn sợ hãi lắm các bạn, bạn sợ lắm và bạn nói với chồng bạn rằng thôi bây giờ chắc em phải cúng kiến hoặc là ra mộ van vái ảnh là đừng có theo em, chứ theo vậy hoài đâu có được. Nhưng mà ông xã bạn không cho, ông xã bạn nói rằng là do là vợ của là bạn gái này yếu á, cho nên nó là ông xã bạn sợ rằng nó là sẽ bị vong nhập vào những cái nơi chỗ đó, là sẽ bị vong nhập các bạn. Thì gia đình bạn là không có ai tin khi mà bạn kể là cái chuyện này, tại vì gia đình bạn là hầu như là đạo Thiên Chúa hết. Thì kể lại nhưng mà gia đình bạn đều bác bỏ, không tin cái chuyện này, duy chỉ có ông xã bạn và một người anh thứ ba. Thì cái người anh thứ ba này mới khuyên bạn rằng đó là trong cái những lúc mà bạn đi lễ nhà thờ đó thì bạn nên đọc kinh cầu nguyện cho anh này sớm siêu thoát. Và bạn đã nghe theo lời người anh thứ ba, tại vì ông xã bạn là không cho bạn đi ra cái chỗ nghĩa trang chôn cái anh Khanh này rồi. Nhưng mà bạn làm được cái việc đó là mỗi lần mà lên nhà thờ để mà đi lễ là bạn đều tụng kinh để mà cầu siêu cho cái anh chàng này các bạn. Và sau nhiều ngày bạn đi nhà thờ và bạn tụng kinh cầu siêu thì từ đó về sau là bạn không còn gặp cái anh chàng này nữa, không còn nhìn thấy trong mơ và cũng không thấy anh này đứng ở ngoài mùng nữa các bạn. Và anh này mới vừa chết cách đây khoảng 1,5 năm trước, và bạn đã gửi cho Thi câu chuyện này và Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì đây là một cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên cho các bạn xem nha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, thì câu chuyện này của một bạn cũng gửi tin bình thường cho Thi. Thì bạn này kể rằng là do ba mẹ của bạn là buôn đồ mối, mà buôn từ Đà Lạt rồi Sài Gòn Đà Lạt, một cái tuyến là tuyến Sài Gòn Đà Lạt đó, thì hai cái tuyến như vậy là đi về liên tục các bạn. Và do là trên Đà Lạt đó thì không có cái chỗ nghỉ, mà mỗi lần lên trên đó mà nhiều khi trễ quá thì cũng phải nghỉ lại. Thì thành ra là ba mẹ của bạn có thuê một cái căn nhà nhỏ các bạn, và khi mà vào ở trong cái căn nhà này, ngày đầu tiên thì căn nhà này rất là gọn, mặt tiền không có sân, nhưng mà có một cái phòng khách và một cái phòng ngủ. Thì khi mà ba mẹ bạn á là dọn vào ở trong đó, tuy rằng không có dọn nhiều đồ đạc tại vì là chỉ ở tạm, giống như là mỗi lần lên mà trễ quá thì qua đó để mà ngủ lại thôi. Thì khi dọn vào trong cái ngày đầu tiên thì tự nhiên á là mẹ bạn nhớ rất là rõ là cái đêm đó đang ngủ, thì do là ba của bạn á là mắc toilet, thành ra là ba bạn phải trở dậy để mà đi toilet. Thì bạn mẹ bạn nhớ rất là rõ hôm đó là 11 giờ 30 phút đêm các bạn. Thì khi mà ba của bạn vừa rời khỏi giường đi vào toilet rồi, mẹ bạn đang nằm thì có một cái cảm giác như có một cái bàn tay, mà cái bàn tay này rất là lạnh luôn, chụp vào trong cái tay của mẹ bạn như vậy và kéo giật rất là mạnh các bạn. Thì bắt đầu á là khi mà mẹ bạn bị giật như vậy rất là mạnh, thành ra mẹ của bạn giật mình thức dậy liền, và mẹ bạn nghe một cái tiếng chửi chửi rằng á đi 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 mày vào cái chỗ tao hả, đi đi.
Và mẹ bạn rất sợ khi mà nghe cái tiếng đó, không biết là ở đâu. Mà sao thấy ghê quá thì mẹ bạn chồm vậy mở cái đèn ngay cái giường nằm đó. Thì khi mở lên không có ai hết và mẹ bạn đã la gào lên. Và ba bạn chạy ra hỏi có chuyện gì thì mẹ bạn kể lại. Và ba bạn cũng trấn an mẹ của bạn. Và qua ngày hôm sau thì do là mẹ của bạn có đi buôn chuyến từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Và do xuống Sài Gòn thì mẹ về nhà. Và ba bạn thì ở lại trên đó một mình, các bạn vào đêm thứ hai không nói. Nhưng qua đêm thứ ba thì tự nhiên là ba của bạn đang ngủ và nghe những cái tiếng cười khúc khích, rồi có cái tiếng nhảy giống như là con nít mà nó nhảy cò cò vậy á. Và các bạn có thử tưởng tượng khi mà chúng ta nghe những cái đứa con nít mà nó nhảy cò cò, là ba bạn nghe cái tiếng đó và những cái tiếng cười nghe rất là ghê. Thì ba bạn cũng tảng lờ các bạn. Và qua ngày hôm sau thì không có chuyện gì xảy ra. Ba của bạn nằm ngủ rất là bình thường. Và do thói quen của ba bạn này á, là hay để cái điện thoại bên hông. Có nghĩa là khi nằm ngủ là để cái điện thoại bên hông quần của mình và trên giường như nè, là do thói quen. Có người thì thói quen để đầu nằm đúng không? Thì ba bạn này là có thói quen để ở đó. Thì sáng dậy thì ba bạn không thấy cái điện thoại mình đâu hết, mà đi tìm hoài. Mặc dầu là ba bạn nhớ rất là rõ là khi sử dụng điện thoại xong và khi ngủ là ba bạn để xuống rồi ngủ luôn, chứ hoàn toàn không có đi đâu nữa. Nhưng khi sáng ra thì ba bạn tìm hoài không có. Các bạn tìm hoài, tìm cái chỗ nằm của mình trên gối rồi trên giường rồi đi tìm ở phòng ngoài, hoàn toàn không có. Và sau đó là ba bạn ngồi, sau khi mà tìm hoài không được thì ba bạn mới ngồi xuống suy nghĩ, nói rằng có khi nào dông nó lấy nó giấu không ta. Thì ba bạn mới tức, mới nói một cái câu rằng là vừa phải thôi nha. Cái điện thoại tôi là cái điện thoại làm ăn. Giấu cái điện thoại tôi rồi á hả, mất cái điện thoại tôi rồi tôi lấy cái số đâu mà tôi gọi cho người ta. Vừa phải thôi nha. Rồi khi nghe ba bạn nói như vậy xong và bắt đầu trở lại trong cái phòng ngủ để mà tìm trên giường và phát hiện cái điện thoại nằm trong cái gói nằm á các bạn, và được nhét vào trong cái áo gói của ba bạn nằm luôn, mà trong khi mới nãy tìm hoài không ra. Và ba bạn lấy ra bình thường. Và đêm tiếp theo thì ba bạn quyết định là sẽ rình xem là ai. Thì khi mà ba bạn nằm mà không có ngủ mà cứ rình rình hoài thì không, hoàn toàn không có ai hết. Nhưng tự nhiên đó là đang là do là rình lâu quá thành ra cũng buồn ngủ các bạn. Thì ba bạn đó là bắt đầu chìm dần dần vào trong giấc ngủ, và trong cái mơ mơ màng màng đó thì ba bạn cảm nhận là cái đầu đang nằm trên gối đúng không, thì tự nhiên là cảm thấy có ai đang đưa cái tay vào luồn vào trong cái đầu ba bạn vậy nè, và nhấc cái đầu của ba bạn lên các bạn. Và nhấc như vậy xong rồi á, là giống như là ba bạn có cảm giác như là nhấc lên để mà nhét cái gì vô trong gói vậy đó. Các bạn có thể tưởng tượng bằng việc đó là kêu người thân mình nằm xuống rồi sau đó là nhấc cái đầu lên rồi bắt đầu nhét vào. Thì ba bạn có một cái cảm giác như vậy và rất là sợ, tại vì rõ ràng luôn, tại vì lúc đó chỉ mới mơ mơ màng màng thôi, ba bạn chưa hề ngủ mà lại bị như vậy và cảm thấy rất là tỉnh táo ngay tại thời điểm đó. Và ba bạn sợ hãi nằm im re tới sáng luôn, nằm đợi tới trời sáng. Và khi tới trời sáng xong á, dở cái gói lên thì phát hiện rằng cái điện thoại lại bị nhét vào trong cái áo gói nằm của mình các bạn. Và khi bị cái chuyện đó xong thì ba bạn có gọi điện cho cái người chủ nhà của căn nhà đó. Thì cái bà chủ nhà mới nói rằng là căn nhà này, là cái phòng đó là ngày xưa của con gái bả, và con gái bả là mất lúc ba mươi mấy tuổi, có chồng có con, nhưng mà do bị bệnh tim các bạn cho nên đã mất. Là cái phòng đó hồi xưa của nó. Thì sau khi mà nghe như vậy rồi, ba bạn quyết định rằng trả nhà luôn, không thuê nữa các bạn. Và hiện tại tới bây giờ cái nhà này vẫn không có ai mướn và cũng không có ai ở. Và bạn cũng không có cho địa chỉ nhà, cho nên nó là Thi cũng không biết là nó nằm ở cái điểm nào ở Đà Lạt mà thôi. Và đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn gửi cho Thi trên tin nhắn. Và Thi nhắc lại rằng sau khi kể chuyện xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp tục một câu chuyện nữa. Và câu chuyện này thì của một bạn sống ở bên quận 8.
Nhà của bạn là ở gần cầu Nguyễn Tri Phương, và hai vợ chồng bạn là đã trải qua câu chuyện này. Thì hai vợ chồng, bạn này là bạn trai, là người chồng gửi cho Thiên nha các bạn. Thì bạn trai này năm nay 25 tuổi và người vợ của bạn là 21 tuổi. Và hai bạn cưới nhau là năm 2014, và lúc mà hai đứa đám cưới thì hai đứa này là đã ăn cơm trước cản các bạn, cho nên là cô bé đã có thai, và thai này là được 8 tuần rồi. Thì sau khi đám cưới 1 tháng thì ông thầy của, là nói chung là thầy bên vợ của bạn á, là có qua bên nhà bạn. Thì sau khi mà ngồi nói chuyện thì cái người thầy mới nói với lại hai bạn rằng á, là gần nhà là có một cái bà gần nhà cách đó hả vài ba căn thôi, và bà này á, là nuôi một cái cây ngải, và cây ngải này rất là độc các bạn. Ngải theo thầy kêu là ngải thiên linh cái, mà nào giờ thì Thi mới biết ngải thiên linh cái nó giống như một cây hẹ. Mà đây là cái chuyện bạn gửi nguyên văn như vậy, cho nên Thi kể lại như vậy thôi. Và nói rằng là nên cẩn thận, tại vì cái bà này bà nuôi như vậy á, và bà để trước nhà luôn. Thì bạn lúc đó là cái bạn trai này á, là buột miệng nói rằng á, là sao mà mình không nhổ bỏ nó đi, chứ để á, là nghe nói là nó độc lắm, cho nên nó là mình nhổ nó đi để mất công nó lại hại người. Thì người thầy này kêu sụt, tại vì đừng nói như vậy, tại vì cái cây ngải này á, là nó đã mở mắt rồi. Nó đã mở mắt rồi, và nếu mà muốn nhổ là phải nhổ trước khi mà nó mở mắt, còn bây giờ nó đã mở mắt rồi cho nên không có nhổ được các bạn. Và con và thầy cũng dặn thêm rằng con đừng có nói, con nói tai nó linh dữ lắm, nó nghe rồi nó mất công là nó sẽ hại con đó. Thì khi đó là bắt đầu là thầy mới dặn rằng mỗi lần đi ngang đó tốt nhất đó là nên tránh đi ngang cái nhà đó, còn nếu không á, thì mỗi lần đi ngang đó mà không có tránh được thì nên niệm Phật, tụng chú Đại Bi các bạn. Và thầy dặn rất là kỹ. Thì vài ngày hôm sau, lúc đó là vợ của bạn đã mang thai 3 tháng hơn rồi các bạn. Thì vài ngày hôm sau là do là cũng khó tránh, cho nên bạn đã chở vợ bạn đi ngang. Và lúc đó thì bạn lại quên mất cái chuyện mà tụng, tại vì bình thường bạn đi ngang một mình đó là bạn hay tụng chú Đại Bi lắm, cho nên là cũng bình thường. Thì hôm đó là chở, do là gấp vội quá cho nên nó là vội chở bạn đi ngang cái nhà đó, nhưng mà quên mất cái chuyện tụng đi. Thì khi mà đi ngang xong thì đêm đó về á, là vợ bạn bị ra huyết các bạn, tự nhiên á, là đau bụng rồi ra huyết như vậy á, cho nên nó là đã quyết định là đến bệnh viện quận 8 để mà xem xét thêm cái thai có vấn đề gì không, mà tại sao bị ra huyết. Thì lúc này là bác sĩ mới nói rằng là do cái thai hiện tại rất là yếu rồi, và khi siêu âm á, là nhìn vào cái thai này nó không có bình thường, giống như là nó bị dị dạng vậy. Mặc dầu là nó còn sống các bạn, nhưng nhìn nó là không có giống như những cái bào thai bình thường, cho nên nó là bác sĩ đã quyết định là khuyên cặp vợ chồng trẻ này là nên bỏ cái thai này đi. Tại nếu mà nhìn nó không bình thường như vậy thì khi sinh ra nó bị dị tật thì chỉ hại và rất là tội nghiệp cho nó. Thì bác sĩ người ta khuyên, và bạn cũng nghĩ rằng là bác sĩ đã khuyên rồi, và dẫu sao thì do là cái nó bị như vậy cho nên nó là mới quyết định bỏ, chứ không phải là bạn cố ý bạn bỏ nó. Thì bạn khuyên vợ bạn rất là nhiều rằng thôi, chúng mình là cũng còn rất là trẻ, cho nên cái việc mà sinh có thai thêm thì chắc là không có vấn đề gì rồi, nếu mà con mà nó biết rằng nó là do là cái trường hợp bất khả kháng như vậy cho nên mới bỏ nó thì chắc nó thông cảm, nó không có giận gì đâu. Thì vợ bạn khóc là rất là nhiều, và bạn cũng gọi điện về nhà nói với mẹ vợ bạn đó là mẹ vợ bạn gọi điện qua cho người thầy đó đó, thì báo cho thầy đó biết rồi, nói với thầy đó là chuẩn bị để cho khi mà bà xã của bạn về thì thầy qua thầy cúng, thầy đốt nhang giùm, rồi sau đó là gửi con bạn để mà gửi cho thầy đem lên chùa đi học luôn các bạn. Thì khi mà xong xuôi hết cái việc hút thai ra rồi thì vợ bạn về nhà và lên phòng nằm nghỉ. Thì lên có một chút xíu sau thì tự nhiên là cái người thầy này á là đi qua nhà bạn và đi thẳng lên trên lầu, và bạn nhìn thấy gương mặt của thầy rất là
kỳ các bạn, kỳ dữ lắm, rất là kỳ. Và bạn hỏi là thầy ơi, nhưng mà thầy không trả lời, và sau đó thầy bước đến bàn thờ Phật của gia đình bạn á, và thầy đốt nhang, và có cái cử chỉ giống như là một người mà bị nhập xác các bạn. Và sau khi mà thầy làm những cái biểu hiện kỳ lạ đó rồi á, thì bắt đầu thầy chuyển cái tiếng nói một cái tiếng khác, và thầy tự xưng mình là mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Thiên Huyền Nữ. Và sau đó là thầy kêu hai vợ chồng đến, là hai nam nữ này đến, ta có chuyện muốn nói. Và sau đó là thầy giống như là đã bị cái mẹ Cửu Thiên Huyền Nữ này nhập vào rồi, và nói những cái gì, nói y chang luôn các bạn, nói y chang. Và sau đó là mẹ vợ của bạn có nói rằng là giờ con bị như vậy có sao không, thì mẹ mới nói rằng không sao, nhưng mà con là do bị hại, và do cái ngải này nó chưa mọc cái miệng các bạn, nó chỉ mới mở mắt thôi, thành ra là nó hại con bạn, nó chỉ mới cào cấu cái bào thai này chứ nó chưa có ăn được, thì thành ra đứa con của bạn rất là mạnh. Và cái đứa con này, cái đứa trẻ trong bụng bạn là con trai, nó mạnh dữ lắm, cho nên nó là nó không có chết, mà nó chỉ bị là mớp cái đầu và què cái chân mà thôi. Và bây giờ nó đi rồi thì kêu nó là nam vô hình. Và mẹ cũng nói thêm rằng là do cái nhà đó ác, nuôi cái ngải đó ác quá, và sau này sẽ bị trả gieo một nhưng mà trả 10, do cái nghiệp nó sẽ quay trở lại các bạn. Và dặn dò hai bạn rất là nhiều, và cũng nói về những cái quá khứ. Mà hồi bạn nam này á, thì bạn rất là tin Phật pháp, bạn tin chuyện tâm linh, nhưng mà bạn lại không tin chuyện nhập xác các bạn. Và đây là khi mà bạn nghe tại sao mà hả mẹ nói đúng quá, khi mà mẹ nhập vào trong thầy nói đúng quá, cho nên bạn mới tin cái chuyện nhập xác này. Và mẹ cũng có nói rằng đó là cái ngải đó đó là đáng lẽ là nó hại bạn, nó định là hại bạn khi mà bạn đang chạy xe, nó sẽ xô bạn để mà ra cho xe đụng. Nhưng mà do bạn trai này là có căn tu các bạn, biết đọc kinh, biết Phật pháp, cho nên là nó không có hại được. Rồi vợ của bạn á, thì nó cũng không hại được, do vợ của bạn là con của mẹ Cửu Thiên. Rồi nó hả là định hại luôn ba mẹ vợ của bạn luôn. Nhưng ba mẹ vợ của bạn thì lại có một ông thầy, và cái ông thầy này cũng là một ông thầy ngải, nhưng theo chính dạng như là không có hại người, không có hại người, chỉ cho ngải làm ăn, phép làm ăn mà thôi. Cho nên nó là đã phòng ngừa và đã cho cái bùa để mà bảo vệ cho ba mẹ vợ bạn rồi, cho nên nó không có hại ai được hết. Thì thành ra nó nhắm vào trong cái đứa con của bạn, và đứa con bạn không có được bảo vệ, cho nên nó đã hại được con của bạn. Là mẹ nói rất là nhiều, và sau đó mẹ còn nói rằng là tháng 4, tháng 5 âm lịch năm 2015 sẽ cho hai bạn một đứa con gái nữa. Nhưng mà cái chuyện này thì Thi sẽ nói sau một chút nữa, và tiếp tục rằng là sau khi mà xả xác là mẹ Cửu Thiên đi rồi, thì thầy bắt đầu ngất đi và bắt đầu trở lại bình thường. Thì thầy mới nói rằng lúc mà thầy đang ở trong chùa thì tự nhiên thầy rất là giống như là cái đầu quay quay, và giống như là có điển về các bạn. Và thầy cũng dạng như là lúc đó thì bạn dặn với lại mẹ vợ của bạn rằng đó là gọi qua cho thầy để mà thông báo, nhưng thầy giống như là có một cái cảm giác bứt rứt điển về, và thầy đã quyết định là gọi cho mẹ vợ bạn luôn. Thì khi mà nghe mẹ vợ bạn nói vậy cho nên thầy tức tốc thầy đi qua, và mẹ Cửu Thiên đã nhập vào thầy các bạn. Thì mẹ Cửu Thiên đã có dặn dò rằng là sẽ cho đứa con của bạn đi học chứ đừng có để lang thang, để mất công người ta bắt làm âm binh nữa các bạn. Và khi mà bắt đầu là thầy của vợ bạn là bắt đầu mới nói rằng là bây giờ để cho cái đứa nhỏ này, là đứa con của bạn lúc đó là trở thành một cái vong nhỏ rồi, một cái linh hồn nhỏ rồi, thì nói là để cho con của hai đứa ở nhà chơi, một tuần, rồi sau đó là thầy sẽ làm lễ để mà cho cháu nó đi học các bạn. Thì trong vòng một tuần đó là cái chuyện bình thường. Thì qua ngày hôm sau thì thầy cũng qua nhà bạn và nói rằng là hôm qua con của hai đứa là qua tìm thầy, nhưng mà không hiểu sao là nó không có vào chùa được, nó đứng trước cổng chùa. Và lúc đó là thầy đang tụng kinh các bạn, và nó đứng, sau đó là nó gọi thầy, thì thầy có hỏi nó là sao mà con không ở nhà, con qua đây làm gì. Thì nó nói rằng nó xin qua đây để mà được đi học.
Nó chạy qua đây nó xin thầy được đi học, nhưng mà thầy nói rằng thôi đi về bên nhà ba mẹ đi, một tuần nữa thì cho đi học. Đi ra mà đi lang thang ngoài đường vậy là bị người ta, mấy cái người thầy mà không có tốt của các bạn bắt làm âm binh đó, thì nó đi về các bạn. Và sau đó một tuần thì bà xã của bạn này khóc rất là nhiều, do là bị mất cái bào thai vậy cho nên khóc nhiều dữ lắm. Và bạn cũng an ủi, và bà xã bạn lấy cái hộp sữa Vinamilk mà có cái ống hút đó các bạn, thì bà xã bạn van vái nói con có ở đây với ba mẹ thì con dạng như là cho cái sữa hút lên để cho ba mẹ biết là con đang ở đây. Thì khi nhìn chăm chú thì bạn, hai bạn trông thấy hai cái ống hút này hút sữa lên thật. Hai bạn ôm nhau khóc rất là nhiều các bạn. Và sau đó khi mà tới cái ngày đi đi học á, thì bữa đó là gần Tết, và do là hai bạn nam nữ này hôm đó đi làm cho nên nó là chỉ có là người thầy và mẹ vợ của bạn ở nhà thôi. Thì lúc đó là thầy làm lễ, và hôm đó là gần Tết mà không hiểu sao mưa rất là nhiều, mưa rất là nhiều luôn, và mưa vài tiếng. Thì đứa trẻ này nó xin rằng nó là cho nó chơi thêm vài tiếng nữa đi, họ hãy làm lễ. Thì thầy chỉ cười và kể lại cho mẹ vợ bạn nghe. Và sau đó vài tiếng dứt mưa rồi thì nó mới nói rằng con không lên chùa con học đâu, mà con muốn đi qua bên miếu Năm Mẹ để mà học bên đó, chứ con không học trên chùa đâu. Thì thầy cười, thầy nói rằng đó là cái nguyện ý của nó, nhưng mà lên miếu Năm Mẹ học á, thì sẽ là giống như là tu tiên, học thành tiên đó các bạn, sau này là làm được làm trạng thì sẽ là phù hộ cho những người trong gia đình được. Còn nếu qua chùa học á, là theo Phật học thì sẽ không có về được nữa. Và sau đó là đã gửi nó vào bên miếu Năm Mẹ để cho nó học bên đó. Thì khoảng vài tháng sau cũng không nói gì hết, cũng trôi qua bình thường. Thì khoảng tầm vài tháng sau, 2 3 tháng sau thì tự nhiên á là nó chạy qua thầy. Nó chạy qua thầy thì thầy mới nói là sao mà con không học bên đó mà con đi qua đây làm cái gì, qua đây lỡ người ta, con đi trên đường người ta bắt con sao. Thì nó mới nói rằng là con trốn, con nhớ nhà quá cho nên nó là con trốn học, con đi ra, con chạy qua đây con chơi. Với lại giờ con cũng không dám về, sợ là bên Năm Mẹ, những cái giống như là những cái tiên Năm Mẹ, mẹ thiên hậu rồi cửu thiên gì tùm lum hết, cái đó thì Thi không có rành lắm các bạn. Thì nó sợ bây giờ vô bị phạt quá. Thì thầy mới nói rằng thôi bây giờ về thăm ba mẹ đi, rồi tối là thầy sẽ lên xin để cho con vào lớp trở lại, con không bị phạt đâu. Thì nó mới chịu về các bạn. Thì qua ngày hôm sau thầy đã đến nhà của hai bạn này để mà nói cho hai bạn mình nghe. Và đêm đó là 12 giờ đêm là hai bạn này đã cùng thầy để mà đưa cháu trở lại cái miếu Năm Mẹ để mà tiếp tục học các bạn. Và trong một lần mẹ bạn là, ý xin lỗi các bạn, trong một lần là bà xã của bạn á, là có ngồi nói chuyện với lại một cái cô, và cái cô này á, là giống như là bị hội xác á các bạn, có nghĩa là cô này rất là yếu, mà những cái vong hồn á, là bất cứ ai cũng có thể nhập vào trong cái xác của cô này. Thì đang ngồi á, tự nhiên cái cô này mới nói với lại vợ bạn rằng kìa con mày về kìa, có chuyện gì mày nói với nó không. Thì vợ bạn sợ dữ lắm, sợ ma dữ lắm khi mà tự nhiên nghe cái cô này nói vậy, cho nên nó là cứ nhích 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 ra ngoài cái cửa nhà của cô này á, là lỡ mà có chuyện gì á thì sẽ chạy về nhà của mình luôn. Thì tự nhiên là bà này bắt đầu lên cơn giống như là lên đồng và nói rằng á, mẹ này, nãy giờ á, là con đứng sau lưng mẹ mà mẹ không thấy con hả. Thì bạn vợ bạn mới trả lời á, là tại mẹ sợ ma con ơi. Thì bắt đầu đứa bé mà nó nhập vào cái xác của bà này rồi, nó nói trời ơi con là con của mẹ, con đâu có hại mẹ đâu, mẹ sợ. Bắt đầu á, là vợ của bạn cũng đỡ sợ và nói chuyện với con mình các bạn, nói rằng á, là con đi học á, là có bị phạt không, có bị ăn hiếp gì không. Thì bạn nói cái vong của đứa bé nói rằng á, là con đi học con ngoan lắm, ai cũng thương con hết trơn á, nhưng mà giờ đồ con rách rồi, với lại con ngựa mà lần trước mẹ đốt cho con cho người ta rồi, cho nên mỗi lần đi là con đi ké không à. Rồi bây giờ đồ con rách á, mẹ hả là đốt cho con đồ khác đi, rồi đốt cho con thêm cái nón với lại đôi dép để nhiều khi á, là con được nghỉ á, là con về thăm nhà, mà nhiều khi á, hả là con đi chân không rồi trời nắng á, là con nhức đầu dữ lắm, cho nên nó là mẹ đốt cho con thêm nón với lại dép để con về con không bị đau chân.
Thì nó nói rất là nhiều các bạn, và sau đó là bạn vợ của bạn mới dặn dò, nói rằng là con ráng học nha, ráng học để hả là sau này thành trạng rồi phù hộ cho gia đình mình. Và sau đó là nó từ giã mẹ và nó đi và nó xuất ra khỏi xác của bà này. Thì chiều hôm đó là bạn về và vợ bạn nói lại, thì bạn mới đưa vợ bạn để mà đi mua vàng mã về để mà đốt cho nó. Và nó có dặn thêm rằng là khi đốt là nhớ vẽ một cái vòng tròn. Sau đó là kêu nó về thì nó mới nhận được đầy đủ các bạn. Thì bạn nói là đêm đó đốt rất là lạ, là gió rất là lớn, nhưng mà đặc biệt đó là cái vòng tròn ở trong cái chỗ mà đốt vàng mã đó là không hề bay ra một cái miếng tro nào. Và đặc biệt đó là cái nhang, tuy rằng cắm mà nó hơi nghiêng đó các bạn, mà đặc biệt là cái nhang này nó không có rơi rụng một cái miếng nào tàn nhang xuống đất hết, mà nó cong queo như vậy nè. Thì bắt đầu thêm vài tháng nữa thì bà xã bạn là mang thai, bắt đầu mang thai. Và mang thai thì khi mà bà xã bạn mang thai thì nó lại về các bạn, và nó nói rằng là nó nhập vào người của cái bà hàng xóm đó hay là thầy gì đó thì không có, tại vì bạn cũng không có nói rõ vấn đề này, bạn chỉ nói rằng nó về thôi. Và khi nó về nó chỉ vào bụng của vợ bạn, nó nói rằng mẹ có em bé kìa. Thì do là bạn sợ là nó sẽ giận cái chuyện mà ba mẹ lại có em như vậy, thì thành ra là bạn mới nói rằng là mẹ có em rồi con có giận ba mẹ không. Thì nó nói em con thương không hết, lấy gì con giận, con sẽ bảo vệ cho em con, ai mà muốn hại em con á là con sẽ bẻ tai người đó, bẻ cổ người đó. Và nó cũng nói thêm rằng là cái bà mà nuôi cái cây ngải á các bạn, thì cái bà đó nữa hả mà con thành trạng là bà biết tay với con, bà ác quá bà biết tay với con, đụng tới em con nữa hả là chết với con luôn. Thì nó nói rất là nhiều các bạn. Và lúc đó là có một người chị hay là mợ thì quên mất cái vai vế, nhưng mà lúc đó là có cái người đó ở đó nữa. Thì bạn mới chỉ vào cái người đó, thì bạn mới, tại vì cái người đó là cũng mới vừa giống như là sảy hư hay bỏ thai gì đó, nhưng mà dạng như là không còn cái thai. Thì bạn mới chỉ qua người đó, bạn nói là con có thấy đứa con của cái cô đó mợ đó hay không. Thì bạn nhìn qua người chị của bạn, sau đó là cái đứa bé này á, là nó nhìn qua xong rồi nó nói bỏ con thấy hả mà bỏ rồi hỏi làm gì, giống như là nó trách rằng đó là cái cô đó tại sao bỏ thai đó. Và nó nói thêm rằng đó là con thấy chị đó đó, chị đó cái mặt buồn lắm, buồn lắm ba mẹ ơi. Và chị đó là theo cái cô đó đó, nhưng mà theo không phải để hại đâu, mà nhiều khi là dắt đi vòng 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 vòng, dắt cái cô đó đi vòng 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 để mà đỡ buồn thôi chứ không muốn hại đâu. Thì nó nói như vậy, và sau đó là nó lại lên miếu Năm Mẹ để mà nó tiếp tục nó học các bạn. Và thêm một cái vấn đề, mới nãy thì có nói rằng đó là mẹ Cửu Thiên có nói rằng thư tháng 4, tháng 5 âm lịch 2015 sẽ cho hai bạn đứa con gái, nhưng mà tại sao là hai bạn đợi hoài mà không có. Thành ra hai bạn mới hỏi thầy, thì thầy mới nói rằng đó là do là lúc mà hồi Tết á, thì vợ của bạn á, là có đi chung với lại ba mẹ vợ để mà đi đến cái ông thầy mà ông thầy mới nãy thì nói là thầy ngải đó. Nhưng mà ngải này là cái ông thầy này người ta không có hại người các bạn, mà người ta chỉ là cho bùa để mà làm ăn. Thì khi mà đến thầy đó thì thầy này á, là có làm phép cái gì đó để cho vợ của bạn tránh được cái tà ma đó. Thì do là hai bên, tại vì bên bên cái bùa ngải đó là chính với tà, cỡ nào cho dù cái người thầy đó mà làm cái chuyện tốt đi chăng nữa nhưng đó vẫn là tà nha các bạn. Thì thành ra là chính với tà đối nhau, nên bạn với lại vợ bạn không có được cái lộc đó. Thì thành ra là hai bạn đó là khi mà chờ hoài không thấy con, thì thành ra hai bạn mới lên trên cái chỗ mà chùa gì ta, cái chùa gì mà thi quên mất tiêu, thì lại quên mất tiêu cái chùa đó, chùa gì tự nhiên thi quên mất tiêu, chùa gì bên quận nhất nè, để các bạn thì không nhớ nổi luôn, tự nhiên quên mất tiêu cái chùa gì mà bên quận nhất mà cầu tự con á các bạn. Và hai bạn đã đến đó, và sau khi đến đó thì vợ bạn lại có thai trong cái tháng đó luôn. Mà khi nghe thầy nói thì bạn có hỏi mẹ vợ bạn rằng là thử gọi điện cho ông thầy đó coi coi ông thầy đó có làm gì không mà sao vợ con có bầu.
Và khi mà ông thầy đó vợ mẹ vợ của bạn có gọi qua cho ông thầy đó để hỏi thì ông thầy này á là không nói hết, chỉ cười mà thôi. Và sau đó thì tự nhiên là hôm đó là hai bạn chưa hề biết tin có bầu nha, mà tự nhiên ông thầy này lại gọi qua hỏi rằng á là nó có bầu chưa, và hai bạn chưng hửng, tự nhiên thầy này lại hỏi như vậy, cho nên không hiểu lý do. Thì vài hôm sau thì hai bạn thử rằng hai bạn biết là hai bạn có bầu. À thì nhớ rồi, chùa Ngọc Hoàng đó thì bạn tin rằng đó là khi nghe nghe mẹ vợ bạn gọi qua hỏi ổng thì chắc là ổng đã làm cái gì đó rồi, cho nên nó là vợ bạn mới có bầu, hoặc là một là chỉ có là ổng làm cái gì cho nên vợ bạn mới có bầu, ổng làm cái phép ổng tháo gỡ bùa gì đó. Còn hoặc đó là bạn khi mà vợ bạn và bạn đi sinh ở chùa Ngọc Hoàng đó thì thành ra 12 mụ bà đã cho cái đứa trẻ đó các bạn, và hiện tại là con gái của bạn á, là bạn gửi cho Thi hồi tháng 6, thì lúc đó là con của bạn được 1 tháng, thì tới hiện tại bây giờ là con của bạn cũng đã được 7 8 tháng rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi đã kể xong rồi, và cái câu chuyện cuối hôm nay thì Thi hy vọng rằng các bạn nghe cho kỹ, nghe cho kỹ để mà hiểu được câu chuyện này nha. Và bạn nói là nếu mà bạn nào không tin thì thôi, nhưng đây là một câu chuyện có thật do vợ chồng bạn đã trải qua. Và đứa con mà cái vong nhỏ nam vô hình mà hiện tại nó đang học trên miếu năm mẹ đó, thì khi mà cái lần nó về nó nói rằng nếu mà nó cần cái gì nó sẽ về nó báo, và nó chỉ về thêm vài lần nữa, và tới đây hiện tại là mấy tháng rồi không biết là nó có về nữa hay không. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn bạn nói rằng đây là một cái chuyện chuyện mà thật 100%. Nếu mà bạn nào không tin thì tập tin đi, để khi mà mình gặp là mình không có bỡ ngỡ các bạn. Và bây giờ là đã hết những câu chuyện của tập 114 rồi, thì nói quá trời nhiều luôn. Mà thì kể chuyện hôm nay mà thì có nguyên một cái dĩa me với lại nước mắm đường kế bên Thi đó các bạn. Thì thành ra bây giờ là tạm biệt các bạn, Thi ăn me đây, chúc với lại các bạn là ngày thứ ba vui vẻ, tối thứ ba vui vẻ bên gia đình của mình. Chúc với lại mọi người là buổi tối trước khi nghe chuyện của Thi ngủ ngon nha. Xin chào.